Xin kính chào tất cả quý bà con, cô bác, quý vị khán giả ân nhân. Gánh hát Diễn Phương chúng tôi trở lại nơi đây để phục vụ quý khán giả. Gánh hát khổ vậy, có bao giờ anh nghĩ anh bỏ gánh không? Mày coi đây là gánh, còn tao coi là nhà, sao bỏ được? Ôi ông Bảo, mới sáng sớm nắng chết rồi, bắt mừng mặt đi quảng cáo. Trời khổ quá cô ơi, thương đoàn, giúp đoàn giùm chút đi. Ông Bảo, lỡ thời chứ chưa có hết thời nghe. Sao được? Mấy người ngộ quá, trong cái đoàn này á, ai mà không biết tôi xuống đây là vì mấy người. Chị ngủ chung với em ha. Trời ơi, tôi ngủ với cô á, tôi lết xác xuống đây làm gì trời. Bà con lưu ý, bình tĩnh, giữ trật tự, đừng chen lấn. Làm quá vậy má, có mười mấy người ở đâu ra đừng chen lấn. Má tôi cứu tôi làm gì cho bỏ mạng. Ai cũng chết cũng nghĩ phải chi hồi đó. Đừng có cứu tôi để tôi chết. Hết đi tao. Em, hết đi tao. Hết đi tao.